Chiến dịch 2021-2022 của bóng đá châu Âu đã chính thức khép lại với chân dung những nhà vô địch. Bên cạnh câu chuyện kẻ thắng người thua, mỗi quốc gia còn mang cho mình nhiều điều thú vị khác. Mà như một cách để ôn lại những tháng ngày cuồng nhiệt của trái bóng tròn, sau đây hãy cùng cả bóng đá đến với chiến dịch 2021-2022 của các giải vô địch quốc gia nổi tiếng tại châu Âu. Man City bảo vệ thành công ngôi vương của mình trong cuộc đua sông mã kịch tính với Liverpool. Trước đó, vào giai đoạn lượt đi, Chelsea cũng góp mặt trong cuộc đua tranh vô địch. Nhưng thất bại sau đó của The Blues đã khiến họ bị tụt lại phía sau. Đến khi vòng 38 kết thúc, The Citizens vẫn giữ được ngôi đầu sau chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc trước Aston Villa. Khoảng cách điểm chung cuộc của Man City với Liverpool chỉ vòn vẹn 1 điểm. Đây là chiếc vô địch thứ 6 của Man City trong kỷ nguyên Premier League và cũng có thể xem là niềm an ủi cho việc họ bị loại khỏi Champions League. Norwich là đội đầu tiên xuống hạng trước 4 vòng đấu sau thất bại trước Aston Villa. Tiếp bước chim hoàng yến là Watford khi bầy ong đều thua Crystal Palace. Và vị trí đèn đỏ cuối cùng là cuộc chạy trốn của ba cái tên Everton, Burnley và Leeds. Chiến thắng 2-1 trước Leicester ở vòng 37 giúp Everton an toàn. Đến vòng cuối cùng, Leeds trở thành đội còn lại thoát hiểm sau khi đánh bại Brentford và đồng thời thất bại 0-2 trước Newcastle, khiến Burnley là cái tên rớt hạng cuối cùng. Từ các vị trí trong top 4, Man City, Liverpool, Chelsea cơ bản đã giành vé đến Champions League từ khá sớm. Suất cuối cùng là cuộc cạnh tranh giữa Arsenal và Tottenham Hotspur. Hai thất bại liên tiếp ở trận derby Bắc London và trước Newcastle đã khiến Arsenal mất đi quyền tự quyết. Đến vòng cuối cùng, Spurs dễ dàng nghiền nát Norwich 5-0 để xây chắc vị trí thứ tư, bất chấp mọi nỗ lực của Arsenal. Man United với một mùa giải trắng tay đã về đến thứ 6 cùng tấm vé tham dự Europa League và West Ham sẽ là đại diện tham dự Europa Conference League ở vị trí thứ 7. Hai giải đấu cúp là Carabao và FA Cup đều được Liverpool thâu tóm. Họ đánh bại cùng một đối thủ là Chelsea trên chấm penalty để lên ngôi vô địch. Với các phần thưởng cá nhân, danh hiệu chiếc giày vàng thuộc về Son Heung-min và Mohamed Salah với 23 bàn. Salah cũng là vua kiến tạo với 13 được chuyển thành bàn. Kevin De Bruyne được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Sự ổn định của Real Madrid và sự suy yếu của Barcelona cùng Atletico Madrid trong giai đoạn lượt đi đã tạo điều kiện cho Real Madrid băng băng về đích. Những khởi sắc của Ampelogana trong giai đoạn lượt về trở nên quá muộn màng với phong độ ấn tượng mà bày kèn kèn trắng thể hiện. Chiến thắng 4-0 trước Espanyol ở vòng 34 giúp đội chủ sân Bernabeu vô địch sớm trước 4 vòng đấu. Sau vòng 38, khoảng cách điểm giữa Real Madrid và Barcelona là 13 điểm. Đây là chiếc vô địch La Liga lần thứ 35 trong lịch sử câu lạc bộ thủ đô. Top 4 ngoài Real Madrid lần lượt là Barcelona, Atletico Madrid và Sevilla. Suất dự Champions League khi được quyết định sau vòng 38 khi Sevilla đánh bại Bilbao, còn Real Betis hòa Real Madrid. Hai suất dự Europa League thuộc về Betis và Sociedad, còn Villarreal là chủ nhân tấm vé tham dự vòng sơ loại Europa Conference League. Tại cúp nhà vua Tây Ban Nha, Real Betis là đội vô địch sau chiến thắng trên chấm luân lưu trước Valencia sau khi hai đội hòa một đều trong hai hiệp chính, qua đó khép lại một mùa giải đáng nhớ của họ. Karim Benzema là vua phá lưới với 27 bàn, vua kiến tạo là Ousmane Dembele với 13 đường kiến tạo. AC Milan trở thành nhà vô địch nước Ý sau 11 năm. Rossoneri cùng Napoli và Inter tạo nên cuộc đua tam mã. Đến gần hết giai đoạn lượt đi, chỉ còn là cuộc chiến nội bộ giữa hai đội bóng thành Milano. Chiến thắng 2-1 trước Inter tại trận derby lượt về và việc Nerazzurri thất thủ trước Bologna trong trận đá bù vòng 20 đã tạo điều kiện cho AC Milan bước lên. Họ giành sau chiến thắng liên tiếp ở cuối mùa để lên ngôi vô địch với khoảng cách 2 điểm so với Inter. Ở nhóm đèn đỏ, cuộc đua trung hạng diễn ra gay cấn đến những vòng đấu cuối cùng. Venezia là cái tên đầu tiên rớt hạng trước một vòng đấu. Còn lại là cuộc chiến giữa ba cái tên là Salernitana, Cagliari và Genoa. Vòng 38, chỉ có Cagliari là giành được 1 điểm trước Venezia. Hai cái tên còn lại đều thua. Tuy vậy, Salernitana mới là đội sống sót với khoảng cách xích sao là 1 và 3 điểm so với Cagliari và Genoa. 4 suất dự Champions League thuộc về AC Milan, Inter Milan, Napoli và Juventus. Trung hòa 2 đều trước Lazio ở vòng đấu áp chót giúp Juventus sẽ chắc vị trí thứ 4. Lazio và Roma là hai đội tham dự Europa League, trong khi Fiorentina sẽ tham dự vòng sơ loại Europa Conference League. Tại Coppa Italia, Inter lên ngôi vô địch với chiến thắng 4-2 trước đương kim vô địch Juventus trong trận chung kết kéo dài 120 phút. Danh hiệu vua phá lưới thuộc về Ciro Mobile với 27 bàn. Domenico Berardi là vua kiến tạo với 14 được chuyển thành bàn, trong khi Rafael Leao được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Mặc dù có khởi đầu khá chệch choạc, nhưng như thường lệ, Bayern Munich vẫn làm chủ cuộc chơi tại Bundesliga.
hôm xám tiếp tục mang về phòng truyền thống chiếc đĩa bạc thứ 10 liên tiếp mà không gặp nhiều khó khăn. Họ còn làm được điều này sớm trước 3 vòng đấu và kết thúc mùa giải với 8 điểm nhiều hơn Dortmund. Ở nhóm chiếu dưới, Arminia Bielefeld và Krolofurt là hai đội rất hạng thẳng. Stuttgart đã thoát khỏi vinh cảnh 3 playoff đầy rủi ro khi hơn Hertha Berlin bằng vài chỉ số phụ. Đối với các suất dự cúp châu Âu, Bundesliga có 5 đội tham dự Champions League vào mùa sau, bao gồm Bayern Munich, Dortmund, Bayer Leverkusen, Rasenborg Leipzig và trường hợp vô địch Europa League mùa này của Eintracht Frankfurt, mặc dù họ chỉ về đích ở vị trí thứ 11. Union Berlin và Freiburg là hai đại diện tham dự Europa League, còn Cologne sẽ đá sơ loại Europa Conference League. Leipzig là nhà vô địch cúp quốc gia Đức mùa này sau khi đánh bại Freiburg trên chấm lương lưu. Về danh hiệu cá nhân, Lewandowski tiếp tục là vua phá lưới với 35 bàn. Vua kiến tạo thuộc về đồng đội Thomas Müller với 18 lượt chuyền thành bàn. Christopher Nkunku được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Sau một mùa để cho Lille gây bất ngờ xóa ngôi, PSG đã nhanh chóng trở lại với sức mạnh. Đội bóng nhà giọng nước Pháp dễ dàng đăng quang Lyon trước 4 vòng đấu, cùng khoảng cách khi kết thúc mùa so với đội nhì bảng Marseille là đến 15 điểm. Nhóm đèn đỏ lại bất ngờ xuất hiện hai tên tuổi một thời của bóng đá Pháp là Saint-Étienne và Bordeaux. Saint-Étienne có đội thi đấu playoff trụ hạng với Auxerre, trong khi Bordeaux đứng vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng và cùng Metz xuống chơi Ligue 2 mùa sau. PSG, Marseille và Monaco là ba cái tên góp mặt tại Champions League. Gent và trường hợp vô địch của quốc gia là Nantes sẽ tham dự Europa League, còn Nice sẽ tham gia sơ loại Europa Conference League. Về danh hiệu cá nhân, Kylian Mbappe là vua phá lưới với 28 bàn, đồng thời cũng là vua kiến tạo với 17 pha dọn cổ. Trong cuộc bầu chọn cầu thủ của mùa, Mbappe tiếp tục được vinh danh, còn đó hoàn tất cú hat-trick cá nhân ở Lyon mùa này. Porto có chỉ mình trước vô địch quốc nội lần thứ 30 trong lịch sử khi dẫn đầu với 6 điểm cách biệt so với Sporting, nhà vô địch của giải đấu trước. Ở nhóm chiếu dưới, Moreirense phải đáp playoff trụ hạng, có hai suất rất thẳng thuộc về Tondela và Pisap. Porto, Sporting và Benfica là ba đội tham dự Champions League. Sporting Braga, Gil Vicente và Guimarães sẽ có suất chinh chiến tại Europa League. Tại cúp quốc gia, Porto có chỉ mình cú đúp danh hiệu quốc nội sau khi đánh bại Tondela 3-1 ở trận chung kết. Ở hạng mục cá nhân, Darwin Núñez giành danh hiệu vua phá lưới với 26 bàn, trong khi Rafa Silva là vua kiến tạo với 16 đường chuyền thành bàn. Tại Eredivisie, Ajax tiếp tục cho thấy sự thống trị của gã khổng lồ bằng chiếc vô địch thứ 36. Mặc dù đội bóng thủ đô đã trải qua cuộc đua hết sức khốc liệt cùng PSV và chỉ hơn đối thủ đúng 2 điểm khi mùa giải hạ màn. Ở nhóm cuối, Willem đệ nhị và Vesvolle là hai đội rất hạng thẳng, trong khi Heracles Almelo được đá playoff. Tuy nhiên họ cũng chính thức xuống hạng dấu dừng chân tại vòng bán kết. Tham dự Champions League sẽ là Ajax và PSV, Feyenoord đá Europa League, Twente tham dự vòng loại Europa Conference League. Bốn cái tên còn lại sẽ tham dự vòng playoff quốc nội để phân định vé đến vòng loại thứ hai của Conference League, bao gồm AZ Alkmaar, Vitesse, Utrecht và Heerenveen. Tại cúp quốc gia Hà Lan, PSV giành chức vô địch sau khi đánh bại Ajax 2-1. Về các danh hiệu cá nhân, Sebastian Haller là vua phá lưới với 21 bàn, Dusan Tadic là vua kiến tạo với 19 đường chuyền thành bàn. Trên đây là thống kê sơ bộ các giải vô địch quốc gia nổi tiếng châu Âu mùa 2021-2022. Thêm một mùa giải nữa đã khép lại với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Giờ là lúc chúng ta cùng nghỉ ngơi, hướng đến những diễn biến hấp dẫn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè và sau đó là mở màn mùa giải 2022-2023.